Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Kênh Thầy Liêm sẽ cung cấp các bài giảng toán, lý, hóa từ lớp 1 đến lớp 12. Các em xem video clip bài giảng này, nếu thấy thầy giảng dễ hiểu, bấm nút hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm thì bấm nút đăng ký để xem những video clip bài giảng mới nhất của kênh của Thầy Liêm nhé. Rồi trong video clip này thầy sẽ hướng dẫn các em giải vở bài tập toán lớp 4 bài 136 luyện tập chung nha. Trang 60 nha. 61 luôn nha. Giờ mình làm bài 1 nha. Viết vào chỗ chấm. Mình cho trong hình chữ nhật ABCD. Giờ người ta cho mình cái hình chữ nhật ABCD đúng nè. Rồi như vậy câu A là người ta hỏi là AB sẽ song song với cạnh nào. Rồi như vậy là AB nè, DC nè. Hai cạnh này đối diện nhau và song song với nhau, đúng không? Trong hình chữ nhật thì hai cạnh đối diện nhau sẽ song song với nhau và bằng nhau, đúng không? Như vậy AB sẽ song song với DC đúng nè. Còn BC thì sẽ song song với lại AD đúng nè. Rồi AD đây, DA. DA vuông góc với cạnh nào nè? DA vuông góc với AB đúng không? Còn DC thì sẽ vuông góc với BC đúng nè. Giờ bài 1 này, các em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài 1. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ như thầy sẽ làm bài số 1 nha. Như vậy là AB, câu A là người ta hỏi AB song song với cạnh nào? Rõ ràng là AB và DC là hai cạnh đối diện nhau. Thì trong hình chữ nhật thì hai cạnh đối diện nhau sẽ song song với nhau, đúng không nè? Rồi như AB sẽ song với DC đúng nè. Tiếp theo BC đây. Song song với cạnh AD đúng nè. BC với AD là hai cạnh đối diện nhau nên sẽ song song với nhau. Giờ DA. DA là cạnh này đúng không? Sẽ vuông góc với AB đúng không? Trong hình chữ nhật thì hai cạnh liền tề kề nhau thì sẽ vuông góc với nhau đúng không? Giờ DA sẽ vuông góc với AB đúng không này? Tiếp theo là cạnh DC, DC là cạnh này, nó sẽ vuông góc với CB đúng không này? Đây là hai cạnh kề nhau. Trong trong hình chữ nhật thì hai cạnh kề nhau sẽ vuông góc với nhau. Giờ DC vuông góc với CB đúng không này? Giờ bài 1 này cũng tương đối dễ đúng không? Giờ bài 1 nào bài 1 này có em nào làm đúng kết quả giống như thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình qua bài số 2 luôn nha. Bài 1 này cũng tương đối dễ đúng không nè. Mình qua bài 2 luôn nha. Giờ mình qua bài số 2 nha. Viết tiếp vào chỗ chấm. Trong hình khơi PQRS. Giờ PQRS đây. Như vậy là câu A là PQ là cạnh đối diện với cạnh nào nè. PQ này đúng không? Như vậy nó sẽ đối diện với SR đúng không nè. Giờ PQ song song với nào? Trong hình khơi thì hai cạnh đối diện nhau sẽ song song với nhau. Như vậy BQ cũng song song với SR đúng không nè. Giờ BQ sẽ bằng cạnh nào nè? Trong hình khơi thì bốn cạnh sẽ bằng nhau. Như vậy BQ sẽ bằng QR bằng QS và bằng SP đúng nè. BQ sẽ không song song với cạnh nào? Thì trong hình khơi thì hai cạnh liền liền kề nhau thì sẽ không song với nhau. Như vậy BQ sẽ không song song với QR và BQ không song song với PS đúng nè. Giờ bài 2 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài 2, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm bài 2 nha. Như vậy là câu A BQ là cạnh đối diện, đây BQ. Như vậy BQ sẽ đối diện với SR đúng không nè. Giờ đây là hai cạnh đối diện với nhau. Giờ BQ song song với ai nè? Thì trong hình khơi thì hai cạnh đối diện là hai cạnh song song với nhau. Như vậy là BQ sẽ song song với SR đúng nè. Trong hình khơi thì bốn cạnh đều bằng nhau, như vậy là BQ bằng QR bằng SR và bằng BS luôn, đúng không? Bốn cạnh này sẽ bằng nhau. BQ sẽ không song song với cạnh nào? BQ sẽ không song song với hai cạnh liền của liền kề với nó đúng không? Như vậy BQ sẽ không song song với QR và không song song với BS, đúng không nè? Giờ bài 3 này, có em nào có kết quả giống như thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Bài 2 này cỡ này cũng dễ đúng không nè. Mình sẽ qua tới bài bài 3 luôn nha. Giờ mình sẽ qua bài số 3 nha. Trong các hình sau, hình nào có diện tích khác với diện tích của các hình còn lại? Như vậy là trước hết người ta hỏi là diện tích của các hình này sẽ có một cái diện tích hình, một hình sẽ khác hai hình còn lại đúng không nè. Như vậy là trước hết là mình phải tính diện tích từng hình, xong mình mới biết cái hình nào khác hình nào đúng không? Hình này diện tích hình nào giống hình nào đúng không này? Như vậy là giờ người ta cho mình cái hình vuông,
có cạnh bằng 6 cm. Như vậy mình biết diện tích hình vuông thì là gì nè, là cạnh nhân cạnh đúng không? Như vậy 6 nhân 6 thì bằng 36 đúng không? Còn đây là một cái hình chữ nhật, người ta cho chiều dài bằng 9 cm, chiều rộng bằng 6 cm. Như vậy là muốn tính diện tích hình chữ nhật thì mình sẽ lấy gì nè, lấy chiều dài nhân chiều rộng đúng không? Như vậy lấy 9 nhân 6 bằng bằng 54 đúng không nè. Tiếp theo là một cái hình khôi, có độ dài hai đường chéo nha. Như vậy độ dài đường chéo này sẽ là 18 cm, đường chéo này là 6 cm. Các em nhớ rồi sợ xem diện tích hình khôi tính như thế nào nè. Diện tích hình khôi thì lấy tích của hai đường chéo chia cho 2 đúng không nè. Như vậy là lấy 18 nhân 6 chia cho 2, 18 nhân cho 6 nhé, 18 nhân cho 6 chia 2, vì mình chia trước cũng được nha. 18 chia 2 trước là 9, 9 nhân 8 tính 9 nhân 6 bằng 54. Như vậy rõ ràng là diện tích này 54, diện tích này 54, diện tích này là 36. Như vậy rõ ràng là diện tích của hình hình vuông sẽ khác diện tích hai hình còn lại đúng không nè. Do bài 3 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài 3, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm bài bài số 3 luôn nha. Như vậy bài số 3 này chú Hính mình sẽ phải đi tính diện tích của các hình. Giờ mới biết cái nào giống nhau, cái nào khác nhau đúng không nè. Như vậy diện tích hình vuông thì bằng cạnh nhân cạnh, như vậy 6 nhân 6 thì bằng 36 đúng không nè. Còn diện tích hình chữ nhật thì lấy chiều dài nhân chiều rộng, như vậy 9 nhân 6 bằng 54 đúng không nè. Rồi còn diện tích hình khôi thì bằng tích hai đường chéo chia cho 2. Như vậy mình lấy 18 nhân cho 6 chia cho 2. Như vậy mình lấy 18 chia 2 trước đi, được 9, 9 nhân 6 cũng bằng 54 đúng không nè. Như vậy rõ ràng là diện tích này 36 này 54, 54. Như vậy là diện tích hai hình này bằng nhau và diện tích hình vuông là khác nhất. Như vậy mình trả lời sẽ là diện tích hình vuông khác với diện tích các hình còn lại vì diện tích hình vuông bằng 36 cm vuông, diện tích hình chữ nhật bằng 54 cm vuông và diện tích hình khôi bằng 54 cm vuông đúng không nè. Như vậy mình trả lời như vậy nha. Rồi như vậy bài 3 này có em nào có kết quả giống như thầy để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Rồi ok hết chưa nè. Các em ok hết thì thầy sẽ qua bài số 4 nha. Giờ mình qua bài số 4 nha. Một hình chữ nhật có chiều dài là 16 m, chiều rộng là 10 m. Nếu chiều dài tăng thêm 4 cm thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng bao nhiêu mét vuông? Như vậy bài này người ta cho mình cái gì nè, mình sẽ phân tích cái đề xem người ta cho mình cái gì và người ta yêu cầu mình tính cái gì đúng không nè. Người ta cho là một hình chữ nhật có chiều dài là 18 m, 16 m đúng không? Người ta cho mình chiều dài hình chữ nhật là 16 m, chiều rộng là 10 m. Bây giờ là nếu chiều dài tăng thêm 4 m thì vậy có nghĩa là chiều dài lúc sau là 20 m đúng không? Thì diện tích của hình chữ nhật lúc sau sẽ tăng bao nhiêu mét? Vậy trước hết là mình tính diện tích hình chữ nhật ban đầu lấy chiều dài nhân chiều rộng đúng không? Rồi sau đó mình sẽ tính diện tích lúc sau, tức là lúc mà tăng thêm 4 m nè, chiều dài tăng thêm 4 m. Vậy mình sẽ lấy 20 nhân cho 10 đúng không nè. Giờ mình sẽ lấy diện tích lúc sau trừ cho diện tích lúc ban đầu thì sẽ ra kết quả là nó tăng bao nhiêu đúng không nè. Giờ bài 4 này, có em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài 4. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm bài số 4 nha. Như vậy là người ta cho chiều dài chiều rộng, mình sẽ tính diện tích hình chữ nhật ban đầu nha. Như vậy là giờ thứ nhất sẽ là diện tích hình chữ nhật ban đầu là mình lấy chiều dài nhân chiều rộng đúng không nè. Bây giờ mình lấy 16 nhân cho 10 thì bằng 160. Chiều dài và chiều rộng đơn vị đều là mét, như vậy là diện tích sẽ là mét vuông đúng không nè. Giờ sau đó mình sẽ tính diện tích hình chữ nhật thay đổi, có nghĩa lúc sau nha. Giờ diện tích hình chữ nhật thay đổi là như vậy mình lấy chiều, người ta nói chiều dài cộng tăng thêm 4 cm, như vậy mình lấy chiều dài nè 16 là cộng thêm 4 nè đúng không, nhân cho chiều rộng vẫn giữ nguyên đúng không. 16 cộng 4 là 20 nè, 20 nhân 10 bằng 200 đúng không nè, đơn vị vẫn là mét vuông. Bây giờ mình sẽ tính coi diện tích cái hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu đúng không nè. Diện tích hình chữ nhật tăng lên là mình sẽ lấy diện tích hình chữ nhật thay đổi nè trừ cho diện tích hình chữ nhật ban đầu là cho kết quả đúng không nè. Như vậy là 200 trừ cho 160 thì bằng 40 đúng không nè, đơn vị vẫn là mét vuông.
Giờ như vậy là đáp số của bài 4 này sẽ là 40 mét vuông đúng nè. Giờ bài 4 này có em nào có lời giải và đáp số giống như thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy hoặc bạn cùng xem nha. Video clip bài giảng đến đây là kết thúc. Các em nếu thấy thầy giảng hiểu, bấm nút thích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm thì bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những video clip bài giảng mới nhất của kênh thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.